Thưa quý vị và các bạn, sau khi đội tuyển Malaysia ghi bàn gỡ hòa, huấn luyện viên sơ tung Văn Toàn và Hà Đức Trinh vào sân nhằm lấy lại thế trận tấn công để ghi bàn. Và ngay lập tức, thay đổi của huấn luyện viên Pangser đã phát huy tác dụng. Văn Toàn vào sân chưa đầy một phút, anh đã kiếm về cho đội tuyển Việt Nam một quả đã phạt đền do Pha phạm lỗi trong vòng cấm của cầu thủ Malaysia ở phút thứ 80 của trận đấu. Với lợi thế nhanh nhẹn và sức khỏe. Văn Toàn chạy chỗ hết sức khéo léo, dù cho đối thủ hết sức tinh quái, cài chân cực kỳ kín, khiến cho Văn Toàn ngã vật xuống sân. Nhiều người đang nghĩ đó là pha Văn Toàn trượt chân ngã một cách đáng tiếc. Tuy nhiên, sự tinh quái của cầu thủ Malaysia không qua được đôi mắt quá tinh tường của vị trọng tài người Nhật Bản. Lập tức, ông cắt còi thổi phạt cầu thủ Malaysia. Có lẽ nếu không có tiếng còi của trọng tài, sẽ ít ai nhận ra đội tuyển Việt Nam của chúng ta được hướng quả đá phạt đền. Dù các cầu thủ Malaysia đã cố tình phân trần nhưng quy định vẫn được giữ nguyên. Và Quý Ngọc Hải đã đầy bản lĩnh thực hiện thành công quả đá phạt đền. Dù trước đó anh nhận được rất nhiều sự khiêu khích thách thức từ phía các cầu thủ Malaysia. Vào những giây phút cuối cùng của trận đấu, truyền hình mới quay lại một góc máy về pha phạm lỗi của cầu thủ Malaysia với Văn Toàn. Dù góc máy này không được rõ ràng cho lắm, nhưng nó cũng cho thấy pha phạm lỗi của cầu thủ Malaysia là cực kỳ tinh quái. Cầu thủ này đã cài chân cực kín để Văn Toàn mất đà và ngã trung sân. Tuy nhiên chính sự tinh quái này của cầu thủ Malaysia đã vô hình dung tặng cho đội tuyển Việt Nam một cơ hội 10-10 trên chấm phạt đền. Và chúng ta đã có cơ hội vươn lên giành chiến thắng 2-1. Có lẽ các cụ ta từng nói khôn ngoan không lại với rời, rất đúng trong trường hợp này.